Cúng tất niên có bắt buộc cúng đúng ngày 30 Tết không? Cúng tất niên đúng chuẩn truyền thống thế nào? Quan trọng là phải đúng để trúng ngay lộc tài trong năm mới. Thưa quý vị, là cúng tất niên là một cái nghi lễ quan trọng dịp cuối năm của người Việt Nam, không chỉ tại gia đình mà còn ở các cái cơ quan nhà nước. Trong từ điển Hán Nôm, tất niên tức là kết thúc một cái năm cũ và bắt đầu một năm mới tốt đẹp hơn. Ban đầu được hiểu như buổi lễ báo hoàn tất công việc trong một năm, có nghĩa cũng các tổ nghề đã phù hộ cho những công việc làm ăn thuận lợi. Nhưng vì không phải thợ nào cũng có vị tổ nghề rõ ràng, nên về sau mọi nhà đều cúng. Lễ cúng thì thường tổ chức vào cái ngày 29 hoặc 30 Tết. Cúng lễ tất niên cũng thể hiện được cái nếp sống tâm linh của người Việt. Sau một năm làm ăn vất vả, vào những cái ngày cuối năm, mọi người đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tươm tất để cúng lễ tất niên và chuẩn bị đón Tết. Gia đình quây quần bên nhau, cùng ăn bữa cơm cuối cùng của một cái năm cũ, cùng hướng về ông bà tổ tiên, cùng điểm lại những cái việc đã làm, đề cập những cái mục đích tiếp theo. Những năm gần đây thì đời sống phong tục phong phú hơn. Các bữa tiệc tất niên không còn gói gọn trong cái phạm vi gia đình, mà còn diễn ra tất niên ở công ty, tất niên xóm, tất niên bạn bè. Lễ cúng tất niên là một cái trong những cái nét đẹp văn hóa mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ thể hiện cái đời sống tâm linh, sự tưởng nhớ đến các bậc tổ tiên của con cháu, mà lễ cúng tất niên còn là dịp các gia đình quây quần bên nhau sau một cái năm tất bật. Chính vì thế mà lễ cúng tất niên luôn là một cái trong những ngày lễ trọng đại cần được kế thừa và phát huy. Thế thì ngày nào tốt để cúng tất niên? Cúng tất niên vào cái ngày nào? Có cần đúng với 30 tháng chạp hay không? Cúng vào buổi trưa hay là buổi tối? Đây cũng là một cái câu hỏi được rất nhiều thắc mắc. Thông thường thì cúng tất niên được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm là ngày 30 tháng chạp hay là 29 tháng chạp. Tuy nhiên điều này không bắt buộc mà tùy thuộc vào điều kiện gia đình và điều kiện công việc. Ví dụ như là bạn có nhà riêng ở thành phố và bạn sẽ về ăn Tết sớm với cha mẹ ở quê, có thể là vào ngày 29 hoặc 30 Tết. Và bạn có thể cúng tất niên tại nhà riêng của mình sớm hơn thường lệ, như là vào ngày 28 chẳng hạn. Chỉ cần bạn hãy thực hiện việc cúng tất niên một cách chu toàn, thành tâm và đủ các cái nghi thức cần thiết là được. Cụ thể là cúng tất niên 2021 cái vào giờ ngày nào thì tốt? Vâng, thưa quý vị, thì trong năm nay thì bạn có thể chọn một cái trong những ngày sau đây để tiến hành cái lễ cúng tất niên cuối năm, và kèm theo cái văn khấn giao thừa ngoài trời cho gia đình, tổ chức, cơ quan làm việc. Âm lịch là 28 tháng 12 2021 ngày Quý Mùi, dương lịch là chủ nhật là ngày 30 tháng 1 2022. Theo Khổng Minh lục diệu là ngày Túc Hỷ, tức là ngày tốt vừa. Cúng vào cái giờ Thân từ 15 đến 17 giờ là rất là tốt. Hoặc là giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thì mọi việc đều được tốt lành. Và cái ngày 29 là ngày Giáp Thân, dương lịch là ngày 31 tháng 1. Tốt nhất là tiến hành cúng vào cái giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Mọi công việc đều được tốt lành, cầu tài tốt, xuất hành bình yên. Thế thì cách chuẩn bị đồ lễ cúng tất niên thì như thế nào? Để chuẩn bị cái mâm cúng sao cho hợp lý và tươm tất nhất thì thông thường sẽ không thể thiếu những cái đồ lễ như là gà luộc, hương hoa, mâm ngũ quả, rượu trầu cau, đèn nến, bánh chưng, là vàng mã. Cùng với đó là mâm cỗ mặn hoặc là cỗ chay tùy theo từng gia đình. Mâm cơm cúng tất niên thì thực tế thì không cần quá cầu kỳ. Quan trọng nhất vẫn là cái thể hiện được cái tấm lòng cũng như là sự tri ân của mỗi gia đình. Ở mâm cỗ mặn thì được bày biện trang nghiêm, gồm những cái món ăn như là đặc trưng của ngày Tết, canh mọc, canh măng, gà luộc, nem rán, bánh chưng, bánh tét.
Tùy mà vào mỗi cái vùng miền sẽ có những cái sự chuẩn bị cỗ mặn nó khác nhau. Ví dụ như là miền Bắc thì mâm cỗ tất niên thường rất là đầy đủ và bài bản. 4 bát 4 đĩa, cỗ to thì 6 bát 6 đĩa, 8 bát 8 đĩa thì tùy thuộc vào điều kiện từng nhà. Đĩa thì gồm giò lụa, chả quế, thịt gà, thịt heo, bát bát canh măng, giò heo hầm, canh miến, bát mọc. Ở miền Trung thì họ ít cầu kỳ hơn với cái mâm cỗ có chỉ có bánh chưng, giò lụa, gà, thịt, lợn hay là gỏi tai heo, nem thính, vịt nem thính, bánh xèo. Miền Nam thì mâm cỗ tất niên hay có bánh tét, canh măng, thịt kho tàu, giò chả, gỏi thịt. Thường thì sẽ có cúng cả tất niên ngoài trời, tuy nhiên thì cũng tùy vào điều kiện của từng gia đình và từng vùng miền nó khác nhau. Nghi thức cúng tất niên thì sau khi bày xong cái lễ và mâm cỗ, người cao tuổi trong gia đình mặc trang phục chỉnh tề, thắp đèn nhang, thành tâm khấn lễ. Gia chủ có thể thành tâm khấn nôm, quý vị cũng có thể là tham khảo cái bài khấn của chúng tôi ở dưới video. Sau khi người cao tuổi khấn xong thì các thành viên trong gia đình lần lượt đứng trước bàn thờ thành kính vái ba vái. Sau khi tàn hương thì gia chủ hóa vàng mã và cùng các thành viên trong gia đình thụ lộc. Việc nên làm trong ngày tất niên là gì? Trước hết là cúng tất niên, sau là cái cúng ông táo về với nhà mình, sau bảo 7 ngày tiễn ông công ông táo về trời báo cáo cái tình hình của nhà mình. Thứ nữa là tắm lá mùi, ăn bữa cơm đoàn viên và cúng giao thừa. Việc nên tránh trong lễ cúng tất niên thì là không cúng đồ giả, phải nghiêm túc, tránh đùa cợt, tránh nói chuyện buồn, khắc khẩu, tránh mọi sự đổ vỡ. Vâng thưa quý vị, trên đây là những cái chia sẻ của chúng tôi về nội dung thực hiện cái phong tục cúng tất niên để quý vị tham khảo và thực hiện đúng với cái nghi thức truyền thống của các cụ xưa chúng ta đây là. Tử vi ông đồ và xin được chúc toàn thể quý vị đón một cái năm mới an khang thịnh vượng và quý vị hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và theo dõi kênh để kênh mỗi ngày một lớn hơn, chia sẻ được nhiều hơn cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.